Ở trận đấu muộn nhất vòng 4 V-League 2020, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ chạm trán Sài Gòn FC trong trận derby Sài Thành trên sân vận động Thống Nhất. Đáng chú ý, cả hai đội bóng đều vừa trải qua những trận hòa 0-0 tiếp nối ở vòng 3 V-League. Vì thế hàng công của cả hai câu lạc bộ đều rất quyết tâm chứng tỏ bản thân sau khi không khí khá nhiều cơ hội ở lượt trận vừa qua. Với Thành phố Hồ Chí Minh, đoàn quân của huấn luyện viên Chung Hae-seo vừa bị ngắt mạch đoàn thắng tại V-League sau trận hòa trước đội chủ nhà Hải Phòng trên sân vận động Bạch Chay. Ở trận đấu này, Pearson đã bỏ lỡ một cơ hội vô cùng đáng tiếc khi đối mặt với Văn Toàn ở khoảng cách 5m. Những cái tên còn lại trên hàng công của Thành phố Hồ Chí Minh như Abino Bade hay Xuân Nam đều không thể hiện được nhiều trong ngày công vượng xin phép vắng mặt để đính hôn với người bạn gái lâu năm. Với Sài Gòn FC, hàng công của huấn luyện viên Vũ Tiến Thành dù thi đấu nỗ lực và liên tục tạo được những cơ hội ngon ăn, nhưng họ cũng không thể nào để tìm được mảnh lưới của BKM Bình Dương trong một ngày thi đấu quá vô duyên. Chắc chắn các chân sút của Sài Gòn FC sẽ phải điều chỉnh lại thương nóng của mình nếu không muốn đội nhà gặp bất lợi trong trận đấu tới đây. Bởi ở trong ba mùa bóng gần nhất đối đầu với nhau tại V-League, dù có những mùa giải xếp trên Thành phố Hồ Chí Minh, nhưng Sài Gòn FC luôn có thành tích đối đầu khá tệ hại trước những người hàng xóm khi chỉ giành được một chiến thắng, một trận hòa và nhận thất bại tới 4 trận. Người hâm mộ đang rất kỳ vọng vào những diễn biến của trận derby Sài Thành sẽ là điểm nhấn để khép lại một vòng đấu với rất nhiều trận derby đáng chú ý.